Thưa quý thính giả, vào hôm 14. Thưa quý thính giả, dạo gần đây, chuyện Vê Đăng bỗng dưng trở lại trong sự chú ý của dư luận sau khi công ty bột ngọt từng xả nước thải không qua xử lý ra sông Thị Vải khiến nguồn nước sông này bị ô nhiễm trầm trọng. Thế nhưng, đến ngày 13 tháng 10 vừa qua thì lại được trao giải thưởng sản phẩm an toàn chất lượng vì sức khỏe cộng đồng 2009. Nhật Hiên, thông tin viên Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, điểm qua một số phản ứng của dư luận, đúng hơn là từ các bloggers, để thấy khi sự coi thường dư luận bị đáp trả. Xin mời quý vị cùng nghe. Vụ việc Vê Đăng, khi sự coi thường dư luận đã bị đáp trả. Một trong mấy vụ việc được đề cập sôi nổi gần đây trên cả hai mạng lưới báo chí nhà nước và báo chí diễn đàn tự do ngoài luồng là vụ công ty Vê Đăng được trao giải thưởng sản phẩm an toàn chất lượng vì sức khỏe cộng đồng năm 2009, ngày 13 tháng 10 vừa qua. Cuối tuần trước, chúng tôi đã điểm qua báo chí nhà nước, nay xin được điểm qua các blog và diễn đàn tự do ngoài luồng về câu chuyện bi hài này. Vê Đăng là một công ty chuyên sản xuất bột ngọt, tinh ngọt biến tính, nước đường, sút, thức ăn chăn nuôi, phân bón, các sản phẩm công nghệ sinh học. Công ty này đã bị khởi tố vì xả chất thải chưa xử lý thẳng xuống dòng sông Thị Vải suốt một thời gian dài từ năm 1993 đến năm 2008, gây ô nhiễm trầm trọng nước sông Thị Vải có chiều dài gần 80 km chảy qua Sài Gòn và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu và làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như nguồn sống của hàng trăm ngàn hộ dân nơi đây. Việc công ty Vê Đăng được trao giải thưởng trong khi vẫn đang nợ tiền bồi thường tác hại sức khỏe cho nông dân, vẫn chưa khắc phục hết hậu quả về môi trường, quả là một sự kiện gây phẫn nộ cho dư luận. Trong bài Bình luận nóng không còn gì để nói nữa, tác giả Hà Văn Thịnh viết, sự kiện Vê Đăng được giải thưởng sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009 do cơ quan đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ ở phía Nam phối hợp với Natusi thành phố Hồ Chí Minh trao tặng, là một cái tát trực diện vào toàn bộ dư luận và sự thật. Vietnamnet gọi đó là một trò đùa dai. VTV1 tối 27 tháng 10 năm 2009 cho rằng khó chấp nhận, vẫn chỉ là một sự đáp trả quá ư nhẹ nhàng đối với việc làm vô lương tâm của một trong những cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Bộ Khoa học và Công nghệ. Muốn được tham dự chương trình trao giải thưởng này, mỗi công ty, trong đó có Vê Đăng phải đóng 30 triệu đồng, gọi là hỗ trợ kinh phí cho chương trình. Bàn về chuyện này, blogger Hà Văn Thịnh phê phán mạnh mẽ. Số tiền 30 triệu đồng là quá rẻ đối với việc giết chết một dòng sông, đối với công lao đầu tắt mặt tối của hàng ngàn nhà báo đưa tin và bình luận về Vê Đăng. Và chắc chắn người dân hai bên bờ Thị Vải sẽ không còn nước mắt để mà khóc, mà đau, bởi thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng đó bỗng chốc bị xóa bỏ bởi cơ sở pháp lý mà giải thưởng đã thừa nhận. Có còn niềm tin nữa hay không, khi hết bộ này đến bộ khác, cứ chạy vòng quanh như đèn cù, để đuổi theo sự nhầm, sự chưa thẩm định kỹ càng, sự chung chung của việc xử lý kỷ luật nhẹ hều như mơ ngủ. Luật pháp và cơ chế của bộ máy nhà nước đâu phải là chỗ để cho các quan chức đùa dai. Nếu ai cũng có quyền sai, có quyền xin lỗi sau khi gây ra sự đổ vỡ nghiêm trọng của niềm tin, công lý, thì đất nước sẽ đi về đâu? Dư luận đòi hỏi cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ, vì sao chỉ cần có 30 triệu là dám coi thường kỷ cương phép nước. Dư luận cũng đòi hỏi phải có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tất cả những ai dám đưa luật pháp, chính quyền ra để làm trò hề đẫm nước mắt. Hồ Bắc Khuất cũng nói rất mạnh trong bài, phải chăng dư luận đang bị thách thức? Một công ty hủy hoại môi trường, giết chết dòng sông Thị Vải đang gây nhức nhối lại được vinh danh. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân đã phải thốt lên. Đùa dai. Ai đùa đây? Những người cấp bằng vinh danh cho Vê Đăng đùa cợt tất cả chúng ta. Tôi cho rằng không chỉ như vậy, họ còn đi xa hơn, họ thách thức dư luận. Sau khi điểm qua một loạt vụ việc gần đây cho đến vụ Vê Đăng, tác giả viết, có những ai đó đang thể hiện thái độ ngang ngược, xem thường pháp luật và đạo lý, thách thức dư luận, chà đạp lên niềm tin và công lý của nhân dân. Đây có lẽ không phải là chuyện đùa nữa rồi. Nhà báo Phan Lợi tức blogger Bút Lông còn đi xa hơn, khi nói thẳng việc Vê Đăng có giải thưởng là do chạy tiền. Tác giả Bút Lông gọi đó là triết lý năm cam. Sau khi bị hành quyết, dư luận xã hội không còn nhắc đến năm cam nữa. Song có một thứ triết lý mà năm cam sử dụng để tồn tại, bành trướng và gieo rắc tội ác, vẫn cứ ám ảnh và đeo đẳng đi lên cùng đời sống xã hội. Đó là triết lý. Cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được
bằng rất nhiều tiền. Đó cũng là nhận định của nhà văn Nguyễn Quang Thân. Ông viết, đó là sự lên ngôi của tiền và rất nhiều tiền, có thể đổi trắng thay đen, làm các giá trị nhân bản bình thường kể cả công lý thành bộ mặt cười méo mó. Đó là sự sợ hãi không có can đảm chịu trách nhiệm, dẫn tới nói dối lộ liễu và kém cỏi, muốn coi công luận như trẻ con, đến nỗi một nhà văn đã phải đưa ra lời khuyên mỉa mai cho một số quan chức trong vụ này là họ cần cố gắng nói dối tốt hơn. Còn tác giả Sao Hồng trên trang Bô Xích Việt Nam thì điểm mặt các vị chức sắc trong ban tổ chức xét duyệt giải thưởng, toàn những vị thuộc loại có vai có vế trong hàng ngũ công mộc của dân cả. Tác giả này mượn một nhóm từ trong tục ngữ để mô tả hành vi của họ trong vụ này là bán danh ba đồng. Nhà báo Mạnh Quân thì nhân vụ việc để bàn về sự đảo lộn các giá trị trong xã hội Việt Nam hôm nay, blogger Mạnh Quân bày tỏ sự quan ngại rằng, nền móng của một sự ổn định và phát triển cho mỗi quốc gia được xây lên bởi những giá trị về đạo đức, luật pháp, khoa học. Những giá trị ấy được dựng xây và củng cố qua nhiều thế hệ và không thể bị đảo ngược trong ngày một, ngày hai. Nay những giá trị ấy dễ dàng bị đổi trắng, thay đen bởi tiền, bởi quyền, thì sự ổn định của nền móng sẽ không còn nữa. Không chỉ riêng việc trao giải thưởng cho Vedan làm cho mọi người phẫn nộ, điều mà dư luận khó chấp nhận được là, khi sự việc xảy ra, những người có trách nhiệm từ ông Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho tới hàng loạt các nhân vật khác, hoặc vẫn cố bào chữa cho sự việc, hoặc đùn đẩy đổ thừa trách nhiệm qua lại. Blogger Nguyễn Văn Tuấn đưa luôn câu trả lời của ông Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân lên thành tựa cho bài viết của mình. Vedan, sản phẩm an toàn, sản phẩm không có tội. Tác giả viết, trả lời câu hỏi của báo Người Lao Động, có nghịch lý không khi công ty Vedan Việt Nam gây ô nhiễm môi trường nặng nề, chưa khắc phục xong hậu quả mà sản phẩm đã được công nhận vì sức khỏe cộng đồng? Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói, đây không phải là chứng nhận cho doanh nghiệp mà là cho sản phẩm cụ thể. Nếu một công ty nào đó, giám đốc tham nhũng chẳng hạn, mà công ty làm ra sản phẩm xã hội chấp nhận, thì mình cũng phải công nhận. Sản phẩm của công ty Vedan Việt Nam không có tội. Quy trình, công nghệ sản xuất gây ô nhiễm, chứ người ăn sản phẩm ấy thì không sao. Nếu sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, thì sao không được chứng nhận? Thực chất sản phẩm Vedan vẫn có mặt trên thị trường, và người dân vẫn sử dụng. Tôi thấy lý giải gây sốc này của ông Thứ trưởng, tuy mới nghe qua thì có vẻ khách quan, tức cần phải phân biệt giữa công ty Vedan và sản phẩm của công ty Vedan. Nhưng suy nghĩ kỹ, thì nó có cái gì lấn cấn trong phát biểu này? Sau khi phân tích sự liên quan giữa doanh nghiệp và sản phẩm, giữa quy trình sản xuất và con người, cũng như bột ngọt, thực tế là một sản phẩm mà vấn đề an toàn cho sức khỏe đã được đặt ra từ lâu. Blogger Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, vinh danh một sản phẩm, nhất là sản phẩm mang danh hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009, tôi nghĩ chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Vì, A, nó liên quan đến một cộng đồng, và B, chúng ta không muốn đưa ra một thông điệp hoàn toàn an toàn với ấn chứng của cơ quan y tế cao nhất nước, trong khi bằng chứng khoa học còn chưa đầy đủ. Và, đã không an toàn tuyệt đối, tôi nghĩ không nên tuyên dương vào hạng top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009. Vì sức khỏe cộng đồng, nghe qua thì rất cao thượng, nhưng với những quy trình sản xuất gây ô nhiễm, tiêu diệt môi sinh của một dòng sông, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của hàng vạn người, thì cái câu, vì sức khỏe cộng đồng, thật là mỉa mai làm sao? Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đã rất chính xác khi than rằng, thật chẳng còn đạo lý gì nữa. Blogger Nguyễn Văn Vinh đặt câu hỏi, với Thứ trưởng Nguyễn Quân, không có tội hay không có đạo đức xã hội? Nếu một Thứ trưởng của một bộ quản lý về khoa học công nghệ mà vẫn có não trạng quan niệm cái tốt chỉ ở sản phẩm, mà không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ tội ác của nó, thì chúng ta không thể cứ chỉ trách các doanh nghiệp, các tập đoàn tội phạm vẫn cứ có đất tồn tại. Vấn đề ở đây, người ta không nói đến tội của sản phẩm, mà người ta nhắc đến vấn đề đang thiếu trầm trọng, ngay cả nơi những quan chức cấp cao là đạo đức xã hội. Nhà văn Nguyễn Quang Lập thì nói thẳng, cái lý của ông Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ở miền Trung quê anh người ta gọi là lý điểm, và đưa ra thêm một loạt dẫn chứng về cách